Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán tam đa phúc lộc thọ. Đó, bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá. Đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn với một lưỡi đi kèm, nó là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên theo là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này, sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhé. Đây cái chỉ này, và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây chúng ta đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát ra đây. Đây, đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính này. Luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Đây em cắt kính nhá. Đó. Thấy không? Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Công thì em đặt với cắt luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên gạch men. Đây. Rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đấy. Đây các bác này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá. Như lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sữa cơm nhựa nhá. Môi sữa cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi sữa cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy. Các bác có thể là cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mã giúp cho em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy.
lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình này các bạn. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 sen, 2 sen rưỡi đến 3 sen. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn, khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm bên điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá, 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu, con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đấy? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 cho cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá.
sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng led nhá, bằng led. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá, con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá, các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, đề co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ướp, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên theo là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Rồi chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh như nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này có nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây, cái tay sen này các bạn. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bạn này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó này. Ở đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này, bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy, một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc thêm cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc thêm cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc thêm cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Lắp cái củ này vào đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. À, đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một cái sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng
trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân hàng inox 304 không bắt 500. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000đ. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhất lấy hết luôn, các gì liên quan nước đấy này. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhé, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòng giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen bắp sen chậu rửa bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cái này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cho cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp cho chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường đấy để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, còn một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên máy giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đấy? Chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 400-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá. Giá của nó sẽ là 280.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cho cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen, cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này, xoay 360 độ này, có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy, thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 300
30.000 nhá, 330.000 cho còn vào tay kia. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000, 280.000. Alo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy, Osaka Japan con này, Osaka Japan. Đấy, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì đó nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông giá sẽ là 330.000 nhá, 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi dây giá đỡ ốc yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi dây giá đỡ ốc vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác về nhà các bác lắp vào cái này vào cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Đấy, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên theo là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của các bác. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy, dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này, khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này.
sau đó mình lại bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này, đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Cảm ơn điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh. Lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đã. Lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 cm là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đồng hồ nó bị bong dây như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này. Về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Con này em đang bán là 150.000. Thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này. Con này thì chắc là nó hết pin thôi. Thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em. Nó hết pin, về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn. Về nhà các bác tự thay pin nhá. Em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này. Con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ, giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là kia cắt băng dính nhá. Cái này thì các bác lật cái này ra này, lắp cuộn băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá, 10.000 một con. Đây. Hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con. Các bác cứ mua về sửa. Sửa được thì sửa nhá. Các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi. Máy không như này thôi nhá các bác nhá. 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này. Hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá. 5k cái hũ gia vị như này. Các bác chỉ về thì mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá. Hũ gia vị 5k. Đấy, đây, xoay đi này. Hũ gia vị 5.000. Các bác về các bác tra tiêu điều vào đây. Đấy. Cái đuôi có đuôi có công tắc như này cũng 5k luôn. 5k cho cái đuôi có công tắc như này nhá. 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp vào cái máy massage chân ấy, massage cánh bướm cũng bán cho các bác với giá đó là 5k. 5k cho một cái như này nhá. 5k cho một cái máy như này. Đấy, 5.000 một cái. Về nhà các bác sạc pin vào rồi mình sửa chữa. Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá. Thì cái này nguyên lưỡi không thôi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000 chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn. Đấy, 10k. Thanh lý 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá.
quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá. Về nhà các bác tự chế cháo 30.000 cái quạt phun sương như này. Đó. Phương ơi. Tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biếc tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này. 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật 10.000 mAh. Đấy, hàng con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây. Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thành lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ, mở nắp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này. Kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó. Bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên 4 cái luôn, 100k trên 4 cái, giá thanh lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này, giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy. Cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn, 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này, đấy, nói chung là đa di năng này, lưng, cổ, vai gái đều được hết. 15.000 những cái dây tắm như này. Tiếp theo thì Phương ơi, em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nhá. Đấy, lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây. Cái đuôi đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi. Đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn. Và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó, dòng lên dây. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên thì em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng một chân, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn. Hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi. Nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn. Về nhà các bác không cần phải đấu dây. Đấy, như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này. Xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, bỏ quả bóng cũ ra và xoáy và cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó. Thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy, đuôi hai chân nhá. Cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy, các bác dùng thì rất là thích luôn. Chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn. Chuột, côn trùng, kiến gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái này là nó sẽ là
miếng rán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi, bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn trẻ nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này, con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó. Công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V. Đèn 8 cánh. Lên trên là đèn 8 cánh có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này, rất sáng luôn. Đây con này. Con này cũng rất sáng luôn. Đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling 2 hình người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này. Đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá. Một con bản dày và một con bản mỏng. Đây. Một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây cho em. Đó. Đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. 4 dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 trong cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít biếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồi như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Các bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo.
Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây khi bác đảo chiều này thì em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thôi em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy. Khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi khi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ bú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá. Giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá. 70k cho một bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, thức sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000. 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì là các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng ở đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian, nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy 12V. Con 12V này thì sẽ là con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn, thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhé, Anh, Pháp, Mỹ, Châu Âu luôn. Đó. Khử xung phát, chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để ở nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này, có màu xanh, có màu màu nâu này, đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn, một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá. To khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70 và chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này.
Đấy, 40 can 40k trong cái khăn 8 Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh đây. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type-C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 17 viên, à 14 viên. Mỗi bên là 7 viên, 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá. Rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãi của nó bằng sừng nhá. Đầu gãi của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á? Gãi lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên đã giúp cho em đó là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này, 10k một chiếc gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em, đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại, giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện, mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển điều khiển cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá, tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa và một con tăng đơ rất là ngon. Chạy thì cực kỳ là khỏe luôn và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bác này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội, hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quai đeo như này. Đấy các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k.
25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành nhưng mà con dao chặt Đức như này 150k, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá, giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4-5 lạng, đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá, 150k. Lên thì em là dao chặt Đức nhá, 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy, bó dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy. Hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy. Made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy. Da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này, đây phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đèn này siêu sáng luôn. Đấy. Đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn. Các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có la bàn này. Đấy, có còi hú các bác này. Đấy. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn. Giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này, 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000. Có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện, giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
chảo chuyên ngập dầu nhá, đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng, nem rồi đùi gà đùi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá. Cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Còn chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này. Đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây quấn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vợt muỗi đứng nhá, vợt muỗi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó, đây. Thì nó sẽ làm con vợt muỗi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ đây, sau đó thì các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây, nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt muỗi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn, vợt muỗi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá, một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công, thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm, giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok của anh nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66 đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên thì em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí. Cơ 66 giá của nó sẽ là cơ 66 bao tiền đấy Phương ơi? Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên thì em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này. Giá chỉ có 400.000 cho con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây. Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn. Made in Japan. Đem mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì
nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhé. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên theo là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 thôi nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng đồng hồ cơ 88 nhá, đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là, đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên theo là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên theo là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này. Dây của nó rất dày, rất chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá. 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá. Giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là, bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gỉ nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này. Có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật nhá, đồng hồ SK rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này. Màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay này các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Đó, có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn coi nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen, màu nâu. Đấy,
màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu. 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đấy là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy thì đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này, châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá, chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá, tăng giảm bấc ở đây, rất tiện luôn. Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này, hoặc các bác có thể xoay trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu này. Đó. Đèn dầu giá sẽ là 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Đó. Dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền. Đấy, các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này và một ngăn to này. Đấy, một ngăn to. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá. Túi chéo dàn di. Chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc. 4k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn để quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây. Đấy các bác này xem này. Đấy em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây, con này. Các bác thấy chưa? Đấy cái phần này bằng inox rất là sắc luôn mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Đó, không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá. Test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá, túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho bọn em túi chéo da bò. Đấy. Thì kích thước thì nó sẽ là na ná như nhau. Đấy nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên. Còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ, chắc chắn. Đấy quai đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các bác này. Đấy, một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy, máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy, em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy, đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k. Đây. Đấy, máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy, nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy. Cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng. Giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo. Hàng của Mỹ. Đấy thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 95.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy đây các bác này, còn nguyên tem này các bác này. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc. Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA con này, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này. Con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm lòng gà rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp ở đây. Rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì chỉ có 25 cành thôi. 25.000 cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên cho em là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bao tiền đấy nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá. Giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi. Có cái đầu gioăng gen xoáy rồi các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này. Hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp. Một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4. 4 một hộp sẽ... Một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này, hoặc là lên thái dương, hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này, sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn.
lên mã giúp cho em, đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy, hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy. Hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con là đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini, giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con là điều được luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tắc điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu. Nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi các kiểu con là đều được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sành lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà pha trà các kiểu con là đều luôn, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi, cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này thì em xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến. Và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Đó này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can, cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhé. Lên mã giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá.
Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 55k. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k trong con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình, ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây. Thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50k. 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox qua cho em để em hỗ trợ nhé. Mang lọc là inbox 304. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Mẹo nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của là inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Mang lọc là inbox 304. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần. Giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi, nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả. Nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là xong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Đấy. Đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy. Từ giờ sẽ không phải lắc kìm bấm cúc. Thì rất là tiện luôn các bác, chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải led hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này.
lên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo. Một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân. Thì về nhà các bác, nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng, và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, con này thì bên shop đang thanh lý giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có 30k thôi. 30k trong con đèn cúc áo như này. Siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá. Mẫu túi này. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá. Túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây. Lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Vải dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10 cm. Con này thì rất là tiện luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn xò lắm, xịn xò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn xò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam. Giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá. 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày, đôi dép đút vào đây. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con ba lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này, hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con ba lô da như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, lắp vào đây cho em. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh, cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá. Một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này. Có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này. Có ren xoáy, ren siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là
50.000 thôi, lên cho em là vòi cam xanh. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này nó có thể gấp gọn và được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn mà được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này. 1 2 3, 3 chân. Đấy, các phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. 3 chân kết nối đều bằng đồng hết thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá. Các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5-7 ly. Đấy, hàng liền thân như này. Chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao thái vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao thái vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30cm, đúc liền thân, khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao thái vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vân gỗ nhá. Đấy, dao thái vân gỗ. Dao thái vân gỗ này. Đấy. Dao thái vân gỗ. Thái vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao thái vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít, một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy. Màu thì sẽ là màu vàng mà em lên. Nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá. Có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ nhá. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 con đồng hồ hộp đen như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn các bác này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này, có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này, đeo vào rất đẹp luôn. Sport watch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000.
Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này, 80k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy, các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn, các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship, còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là con một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin và là nó sẽ lại chuyển động như bình thường các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra của vi ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì sẽ là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này thì các bác có thể đo huyết áp này, đo nhịp tim này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, 4 quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có tuổi rồi thì cần phải đo đạc huyết áp rồi nhịp tim, theo dõi nhịp tim các thứ thì nên sử dụng con này cho em. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc, ra ngoài hiệu sách ra ngoài hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế mà mua thì nó sẽ bán cho bác khoảng 350.000 đến 400.000. Rẻ nhất thì họ cũng phải bán là 300. Còn bên em bán cho bác với giá bao nhiêu? 260.000 và bao ship nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn, 260.000. Nhận hàng kiểm tra thanh toán lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo của Hàn Quốc nhá. Các bác lên chảo của Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. 100.000, có tráng đá chống dính các bác này. Đấy. Có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thứ nhất là có tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá chống dính cho các bác này. Sâu nhá, sâu khoảng 10 cm và chiều rộng thì là 26 cm nhá, 26 cm. Có cái khay như này để các bác có thể để nem dán các thứ lên. Đấy, 20 cm nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Các bác có thể dùng để chiên tôm này, chiên tôm cá rồi nem đủ các thứ đều ok hết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho mã giúp em là chảo chiên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100k cho cái chảo chuyên ngập dầu như này. Mi ơi, xem cái bình trà này còn cái to không? Có. Bỏ đây cho. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì đây nó sẽ là bình trà nhỏ này. Bình trà inox nhỏ có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bình trà inox nhỏ như này. Con này thì nó sẽ là đựng được hai lạng trà, chất liệu của nó bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn, chất liệu inox sáng bóng đẹp. Con này thì giá của bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là bình trà inox nhỏ nhá. Bình trà inox nhỏ giá sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái này là có hai màu nhá, màu đỏ và màu vàng gold như này nhá. Đỏ đô vàng gold, màu cực đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác là cái loại 4 lạng này. 4 lạng sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 một chiếc. Nó cũng có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold như này. Màu đỏ, màu vàng gold như này các bác nhá, rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, màu rất đẹp này. Inox 304 sáng bóng nhá. Các bác có thể dùng đựng chè, đựng cà phê, đựng ngũ cốc rồi đựng lạc, đựng tiêu, đựng điều, nói chung là các cái loại hạt đồ khô các bác cho vào đây cho em rất tiện ích luôn. Đấy, các loại hạt đồ khô cho vào đây nhá. Nắp có gioăng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đựng cà phê, cà pháo thì tuyệt vời luôn. Đựng chè khô nhá. Dung tích của con này sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, lên cho em là bình inox 4 lạng nhá. Đấy, 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k cho con bình 4 lạng như này nhá. 130.000. Đó, 130.000 cho một con bình 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đỏ đô nhá. Màu vàng, màu đỏ đô. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bỏ cho anh cái giá đỡ điện thoại ở đây luôn.
cốc pha cà phê nhá. Các bạn lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Bỏ cái giá đỡ điện thoại này. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy, cái giá đỡ kìa. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy là các bác sử dụng thôi. Là các bác bấm này là nó sẽ quay này, rất tiện ích luôn. Bấm này nó sẽ quay, nó rất tiện ích. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường. Đấy, bấm vào là nó sẽ quay thôi, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế luôn. Giá thì sẽ là 90 cành cho một cái cốc cà phê tự khuấy như này. Rất đẹp này. Đấy, có công tắc này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bên trong là bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa. Đó, bằng nhựa nguyên sinh rất sạch sẽ nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k cho em cốc tự khuấy như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn, có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong hình thép không tỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Sản phẩm mình để trong cửa hàng nha các bạn. Đó, rất tiện ích luôn các bác nhá. Bạn nào uống tự pha thì đến ngay em này nhé. Cốc khuấy tự động giúp việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn, có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong hình thép không tỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Đó, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ này bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho một con giá đỡ điện thoại này các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể để cho em là dọc ngang đều được hết này, rất tiện ích luôn các bác theo. Đây, dọc ngang đều được hết nhá. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, em xoay đi cho các bác xem này nhá. Đấy, để dọc để ngang đều ok hết này. Các bác có thể xem YouTube, xem TikTok nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, cái chỗ này em để nó còn đang gọi là không bằng phẳng mà vẫn ok luôn nhá. Đấy thì các bác có thể xoay đi như này. Xoay dọc xoay ngang đều ok hết cho em. Đó, rất tiện ích luôn các bác theo. Đó. Giá sẽ là 30k nhá. Bên em gửi thì nó sẽ trong hộp về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong. Lắp đặt thì nó rất đơn giản thôi, có thể xoay ngang xoay dọc để các kiểu con là điều được luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30.000 cho em giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì nó nguyên trong hộp và về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong, xoay đi xoay lại. Các bác dùng nó rất là tiện để mình để trên bàn ăn cơm và nước mình xem này, hoặc là các bác lướt TikTok có thứ rất là ok. Giá đỡ điện thoại 30.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đèn bão quạt nhá. Đấy. Thì con này tên nó là đèn bão và nó có cả cái một cái đầu quạt như này nên bên shop gọi nó là đèn bão quạt này. Quạt của nó chạy cực kỳ tít luôn nhá. Chạy rất là tít luôn. Đó các bác thấy không? Quạt chạy rất là tít luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái đèn bão quạt như này. Ngoài đèn ra thì nó sẽ là có quạt nhá. Đấy, ngoài đèn ra thì nó có quạt này. Ngoài quạt ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, đeo sách này. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, kéo lên là nó sáng, dập xuống là nó tắt này. Đấy, ngoài ra có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá. Một dây sạc như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua bán thêm cái gì nữa. Giá là 100k nhá. Lên cho em là đèn bão quạt, giá sẽ là 100k cho một con em đèn bão quạt thế này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sạc như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái chân cắm này và một chân cắm sạc vào này, ngoài ra có cáp sạc luôn. Thì các bác có thể dùng đa chức năng rất là tiện này. Đây, cắm sạc vào đây các bác nhá. Đấy, cắm sạc vào này. Đấy, cắm vào phát là lên luôn các bác này. Đấy. Báo sạc luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Cái sạc dự phòng này bao nhiêu nhỉ? 230.000 bao ship cho các bác luôn nhá. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó rất là khủng luôn này các bác này. Đây dung lượng pin của nó đây. Đấy. 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh cực khủng luôn. Đấy các bác dùng có thể sạc 3 cái điện thoại hết pin một lúc cũng ok. Đấy dùng để sạc liên tục sử dự phòng cho vòng từ 3 đến 5 ngày thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Sạc dự phòng A này, đấy, hoặc sạc dự phòng cũng được. Giá sẽ là 230k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ. Cái này thì các bác dùng nó chuyên trị cho các bác thứ nhất là đau mỏi khớp gối này, khớp gà vai và đốt sống lưng nhá. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là nhạy luôn. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc rồi, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Đó đây. Thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc này, 100ml. Đấy đây, toàn bộ chữ Hàn hết nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Các bác dùng là chuyên trị cho các bác là đau mỏi
vai này, sống lưng, sống cổ các bác nhá. Đấy, rồi các cái khớp gối, bác nào có tí tuổi mà đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện ích. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Đấy, các bác lên cho em là keo 10 nhá. Một quận này thì chiều dài của nó thì bản của nó là 10 cm và chiều dài khoảng là 5m nhá, khoảng 5m. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Keo 10, bản của nó là 10 cm mà, bản này của nó sẽ là 10 cm và giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn như này nhá. 40.000 cho một quận keo dán tôn như này thì các bác dùng nó cũng khá là tiện ích luôn. Và các bác ứng dụng rất là nhiều, dán vào các cái phần ví dụ như là mái tôn rồi tường bị thấm dột các thứ, các bác dán được hết nhá. Đấy, chống thấm rất tốt luôn các bác nhá. Các bác cứ dán trực tiếp lên cho em này. Sau đó thì mình vệ sinh thì mình dán trực tiếp lên đây các bạn. Đấy, cái lớp keo cao su non của nó này, nó bám trực tiếp trên bề mặt này luôn, thì khi mình dùng nó rất là an toàn nhá. Đó, các cái phần thấm rột là các bác dán lên cho em là ok hết nhá. Lên cho em là keo dán tôn, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây giá sẽ là 40.000, các bác mở cái lấy khóa này ra này. Đấy là bật này là lửa sẽ lên này. Đó, các bác thấy không? Đây, bật này lửa lên này. Đấy, và đây là cái chỉnh to nhỏ đây nhá. Đấy, chỉnh to nhỏ đây. To nhỏ đây, và cái này là cái lẫy khóa này, không dùng thì các bác khóa vào cho em. Đấy, không dùng thì các bác khóa vào. Còn bình thường mở thì các bác bật này cho em để mình bật nhá. Đấy, khóa cái này lại cho nó an toàn nhá. Đấy, cái này cái lẫy khóa này. Đây, bật này này. Đó, rất ngon luôn. Bật lửa cây giá sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này nhá. 40k trên một em. Các bác có thể dùng để mình nhà mình làm lẩu làm nước này. Đấy, đồ ăn thì dùng cái này cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm anh kia tỉa lông mũi đây. Đó. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là tỉa lông mũi inox. Cái con dao vàng nha anh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 30.000. Đợt này thanh lý nốt cho các bác, giá chỉ còn 20k cho một con dao vàng như này thôi. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Dao này thì rất bén các bác. Dùng để dọc giấy này, gọt hoa quả thứ gì rất là ok luôn nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho con dao vàng này các bác này. Đây. Rất bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất bén luôn nhá. Đấy. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Con này các bác dùng để têm gọt trầu này, gọt hoa quả các thứ này. Đấy, thái rau thái dợ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng, giá sẽ là 20k cho một em dao vàng như này nhá. Dao vàng 20.000. Đó. Dao vàng này, giá sẽ là 20k nhá, 20k. Tiếp theo thì một cái sản phẩm tỉa lông mũi bằng inox như này. Con này bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi này thôi. Đấy, 30.000 nhá. Đây. Đây thì cái này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon này các bác này. Đấy, các bác bấm này cho em này, bấm này cho em. Đó, đây, cái lông nó ra này các bác này. Đó. Thì con này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Em chỉ còn có 2-3 con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 30k này. Đấy, tỉa lông mũi inox giá sẽ là 30.000. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để dính ổ điện này rồi dính các cái thiết bị khác cũng rất là ok luôn. Dính ổ điện rồi dính đa di năng nhá, điều khiển với các thứ trên tường mình dính vào rất là ngon. Thì giá thì hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20k thôi nhá. 20k cho một quận băng dính trong như này. Lên mã giúp cho em là băng dính trong nhá. Giá sẽ là 20.000. Đó, 20.000 cho một quận băng dính trong như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, Rolex mặt vàng rất là đẹp như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 một cho em đồng hồ Rolex như này. Đồng hồ này chạy bằng pin nhá. Đây. Đấy, bằng pin này đang chạy bình thường, có cả đèn báo cho các bác luôn này. À, có cả ngày lịch cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Đó, 300.000 cho con đồng hồ Rolex mặt vàng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái củ sạc xanh các bác này, củ sạc xanh. Con này đang bán là 30.000, đợt này thanh lý nốt cho bác cái giá là 20.000 cho một cái củ sạc xanh như này nhá. Lên cho em là củ sạc xanh, đấy nó chỉ có củ này thôi. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nhá. 20k cho một cái củ sạc xanh như này. Đấy, nó sẽ bao gồm là 3,1A và có 3 chân như này, về nhà các bác theo hồ cắm luôn. Em còn vài cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 cho cái củ sạc xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc khay úp cốc như này thôi. Đó,
60.000, có kèm cho các bác một cái đĩa để các bác hứng đồ bên dưới này luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Bỏ cái xích chó ra này. 60.000 cho một cái khay úp cốc như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đó, 60.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi. Đó thì có cái đĩa ở đây các bác đặt vào, và một cái bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái phần như này thì úp được 6 cái cốc nhá. Úp được 6 cái cốc luôn. Nên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 60k các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đùi lò xo nhá. Đấy, con này đang bán là 35.000 lượt này, thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k thôi. Giá này là không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn các bác nhá. 30k cho một cái đùi lò xo như này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, và các bác cắm ở các vị trí nào cũng rất là ok luôn. Giá sẽ là 30k cho một cái đùi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đánh bóng xe hơi nhá. Đánh bóng xe hơi nhá. Con này thì gọi là đánh bóng xe hơi thôi, còn các bác dùng đa di năng được hết. Các bác muốn đánh bóng ở đâu cũng được. Các cái bề mặt nhựa, bề mặt nhám này, các bác chỉ cần là cho ra cái bông này, sau đó thì các bác di đi cho em. Đấy, vuốt đi cho em là xe đổ ra đồ nhựa là sẽ bóng hết luôn nhá. Đổ ra đồ nhựa đánh bóng đẹp cho các bác luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một lọ đánh bóng xe hơi như này. Cái này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là đa di năng luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đây các bác chỉ cần là đánh bóng đi này, đưa vào vuốt đi cái là nó sẽ bóng luôn như này các bác này. Các cái phần nhựa nhám này, lốp này, đấy. Thấy chưa? Đó. Đấy, đánh bóng này rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đó, phủ ceramic luôn. Tăng độ bóng nhá, chống nước rất là tốt luôn. Đấy, ok các bác nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái lọ đánh bóng xe hơi này thôi. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xích chó nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ được là đây, một chiếc này thì chiều dài của nó đâu đó vào khoảng là 1m2 đến 1m rưỡi các bạn. Đấy. 1m2 đến 1m rưỡi cho một chiếc xích nha. Đấy. Tầm khoảng 1m2 đến 1m rưỡi một chiếc. Giá thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho một con xích chó như này các bạn này. Đấy, chiều dài khoảng một từ 1m2 đến 1m rưỡi. Đấy là tầm khoảng 1m2 1m rưỡi thì đấy các bạn này. Đấy, đây một con xích như này. Cái này thì gọi là xích chó nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể xích chó con hoặc là xích mèo cũng ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một chiếc này thôi. 25.000 cho một chiếc như này. Đấy, có đầu đai hẳn hoi như này nhá. Và đây. Đấy, của nó là bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này để các bác quặc vào này. Đấy, còn lại là một cái đầu này để các bác quặc vào cái phần đai của con chó con mèo nhà mình. Lên mã giúp cho em là xích chó mèo nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái xích chó mèo như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ. Em lên cho bác cái vòng trầm gỗ nhá. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn là 45.000 cho một con vòng trầm gỗ nha thưa các bác nhá. 45.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Có mùi thơm dịu nhẹ ở đây, có kèm cho các bác là một cái đài sen ở giữa rất là đẹp này. Đấy, đựng trong một cái hộp hàng thanh lý siêu thị nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45.000 cho cái vòng trầm gỗ này. Giúp các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, lòng máu huyết lưu thông. 45k trong cái vòng trầm gỗ như này nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Có cả cho các bác là một cái đôi pin để các bác lắp vào điều khiển này. Đấy, công suất của nhà sản xuất thì là 120W, cũng khá là sáng luôn. Đây, 120W khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình tích điện ăn cơm ăn nước này. Đấy, sử dụng đa di năng luôn, có cả điều khiển luôn nhá. Quai đeo có cả đèn đỏ cảnh báo này các bác. Đấy, có các chế độ sáng này, có đèn cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cái cáp để các bác cắm sạc này, một đôi pin và một cái điều khiển như này. Đấy, bao nhiêu thứ như này mà giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên cho em là bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80k cho một cái quả bóng tròn tích điện như này. Giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo 3 món như này. Cái này bao nhiêu đấy? Sẽ bao gồm cho các bác là 3 món như này luôn. Đấy. Một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo này là nạo dọc này, có hai chiều luôn, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này. Tiếp theo là một cái nạo ngang như này, nạo ngang như này nhá. Đấy, cái này là ngang này, còn cái này thì em gọi là dọc này. Và một con dao như này. Con dao này thì có kèm thêm cả cái nhíp đằng sau để các bác nhổ lông gà, lông cá luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Đấy, một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì hôm nay sẽ là giá tri ân cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, cho 3 cái luôn. 25.000 cho 3 cái, mua tính ra vào có 8.000 thôi. Đấy, nạo 3 món nhá. Lên cho em là nạo 3 món này.
nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhé, 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã xẻng sinh tồn đây. Đấy. Giá sẽ là 250.000 cho một con xẻng sinh tồn như này. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng vừa làm xẻng vừa làm cuốc cho em cũng ok. Đấy các bác. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất thép của Nhật thì các bác biết rồi nhá. Ở bên này thì có các bác là dùng để chặt này, bên này dùng để cưa này, cái này dùng để cắt dây này, cái này dùng để vặn ốc này. Đó, và đầu xẻng này thì dùng để đào này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết đi kèm này. Đấy. Có dao dợ các bác có thể lắp vào này, có dao dợ này. Đấy, rồi có cả đầu phá kính kiếp các kiểu này. Đấy, các bác cứ lắp vào cho em là xong. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Dao thì các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, dao xoáy vào đây. Và các bác có thể kết nối vào để mình sử dụng, mình làm chế cháo các kiểu con này đều được luôn. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì một cái con xẻng như này, giá thì đang thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. 250.000, chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, bác rút đây cho em này. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi 80 cm nhá. Đấy, 80 cm. Đây, em sẽ đo thực tế cho bác xem. Xoáy vào như này. Ở đây nó có giòn, có ren giếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, giòn ren giếc đàng hoàng như này. Đấy. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi đây. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi 78 nhá. 77-78 các bác. Đấy. 77-78 cm. Đấy, cái phần xẻng này thì sẽ là 13 này, gần 13. Gần 13 và chiều dài của xẻng là khoảng 16 nhá. Đấy, cơ bản nó như thế. Đây. Đấy, thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng, dùng làm cuốc được luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Đấy. Thép trắng không gỉ này. Xoay như này thì sẽ là thành cái cuốc này. Đấy các bác theo. Đấy, thành cuốc nha. Các bác dùng rất là tiện này. Đấy, cuốc đất rồi các bác có thể mang trên ô tô để mình đi phượt này. Đấy, hoặc trên xe máy bỏ vào thì nó rất là gọn, các bác có thể tháo ra gấp vào nó rất là gọn luôn. Mang đi rừng, đi phượt này, rồi đi các bác đi chế cháo, nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá, có dao, có dợ đàng hoàng. Bên trong này có cả ốc vít cho các bác, rồi là dùng để đây, đánh lửa đánh nhiếc được. Cái tính năng đánh lửa này thì em cũng không dành lắm, các bác có thể dùng được thì các bác dùng thôi. Đó, cơ bản như vậy. Giá thì có cả đầu ốc vít này các bác này, có cả đầu ốc vít đây. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, rất tiện ích nhá. Đấy, combo cho các bác, và có cho các bác một cái túi túi bằng dù như này để các bác đựng vào này. Đấy, một cái túi bằng dù này các bác đựng vào mình sử dụng. Nó rất là tiện ích luôn. Một con xẻng sinh tồn như này, giá chỉ có 250 cành thôi. Rất sắc bén quá nhá, rất sắc bén luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý để các bác có thể siêu tầm này, hoặc là sử dụng để mình đi chế cháo, rồi nói chung là đa di năng được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 250k, 250k cho một con xẻng sinh tồn như này, 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ rất là tiện ích này. Đấy. Nó bằng LED như này. Về nhà các bác chỉ cần cắm cái cáp này vào cho em là xong. Đó. Và nó sẽ hiển thị giờ thôi, hiển thị giờ ở đây. Thì các bác có thể vừa dùng làm đồng hồ, vừa làm đèn ngủ, có thể lắp pin được này. Có thể lắp pin vào đây cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con đồng hồ LED này, 140.000, rất là tiện luôn. Đây, số nó sẽ nảy đúng mô phỏng như trên hình như này các bác này. Đấy, to rõ ràng. Vừa để làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ xem giờ luôn, khá là tiện các bác. Lên cho em là đồng hồ LED. Giá sẽ là 140k nhá, 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn pin hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Hàng Đức xuất cho thị trường Nhật đây. Made in Germany này. Đó, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có một cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Có một cáp sạc luôn. Đây. Bật nguồn lên các bác này. Đó. Và có chức năng là tắt bật tự động này, chỉ cần gạt qua này thôi. Ở đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến này. Đấy, một con bật, một con tắt này. Con bật, một con tắt, rất nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi cho một con đèn wifi như này, 130.000 nhá. Đây bác xem là đèn wifi 130.000. Này còn mấy cái? Tiếp theo thì bên em còn mấy cái vòi chậu rửa này các bác này. Đó. Vòi chậu rửa mặt đây các bác này. Đấy, vòi chậu rửa mặt đây. Đấy. Thì ở đây thì em còn 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái vòi chậu rửa mặt như này. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, rất đẹp như này các bác nhá. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Hàng mạ chrome đẹp sáng bóng nhá. Hai đầu nóng lạnh cho bác luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn là bao nhiêu đây?
Giá thanh lý cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá, 230.000 cho một con như này. Giá còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho bác. Đấy. 230.000 cho một con như này thưa các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa tròn nhá, vòi chậu rửa tròn. Vòi chậu rửa tròn em còn và chậu rửa tròn cao nhá, giá sẽ là 230k. Em còn 5 con nữa thanh lý nốt rồi ok.